xuống nhà hút. Cái người phát cháo đó ăn đi, ăn để quên việc cũ, sống chục mới việc mới tốt đẹp hơn ăn để nhớ việc cũ, khó sống lắm. Như nói mình mới có vợ với đứa con, thương vợ thương con, mình ăn mình quên sao, không ăn chứ đường chó đi kém bệnh rồi cháu ăn hết. Có vậy từ đó sanh tới Long An, cái 1-2 tuổi nói chuyện đó đẻ, ba má ơi con nhớ vợ nhớ con. Mấy người nó thằng nhỏ nhưng mà 2 tuổi nhớ vợ nhớ con, ôi xuống nhà cười lăn cụ luôn, cười quá trời. Tới chừng 4-5 tuổi dậy nãy gì thăm vợ thăm con khóc quá trời, cả sớm cả làng xuống để coi báo chí thành phố đâu đó, báo chí đằng lòng lòng câu chuyện đó. Cái rồi báo chí nó phỏng vấn nó bao chiếc tàu từ Long An về nó theo đường nó biết hết ráo. Tới nhà cái người đàn bà dắt đứa con đứng trước cửa 5 tuổi, cái người đàn bà đó, cái nhà đó, đó đó nhà tôi, còn người đàn bà vợ tôi nhỏ đó con tôi giá tàu mau, tỏ giá tàu chưa bắt đầu vợ phóng đại chỉnh, té lăn cụ bò chỉnh, chạy chỉnh, ông vợ ông con nó khóc, trời ơi cả làng nó sớm chúng tôi coi, con chết là hết rồi, đàn quan này đó, cái đó là chưa tới số là trở lợi đã, còn tới số là khác, nên cái nghiệp quả chúng sanh nặng lắm, nặng lắm, sắc. Không đau khổ để chi làm chất lượng, không buồn thương biết diễn con người, không nghèo đói đằng sau thế gì quá, không lang thang để biết giấu bao nhiêu, đi đầu này đầu kia biết đầu này kia biết đau khổ đến đổ lỗi ích kỷ, cũng cố tinh hồn dịch chí mẫu chăm chừng chân trời mới đau khổ. Con người kẻ học nghề mà thầy diện ê chề khổ đau, không ai tự biết mình đâu, nó chưa từng trải khổ đau nhiều vậy. Khổ đau là thầy của mình, tất cả để con người ta học, đó là thầy của mình. Chứ đừng nói cho được quằn quại gân la nằm chết đi xuống đó, đó là thầy của mình. Mình nó gắng cố gắng vươn lên, nhớ tất sanh hoàng vũ đều hòa vong quý thuộc mình không là tốt rồi. Mình biết cái gì chỉ giúp người ta cái đấy là điều quý báu nhất. Đừng làm đừng ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết người ta là không nên. Đừng ích kỷ. Bố thí được giàu sang, bố thí ban bố cho người ta mình giàu sang, đời đời kiếp kiếp giàu sang, không bao giờ giàu bằng cuộc khổ. Còn mình bố thí thuốc thì mình ít bệnh hoạn, bố thí lời ăn tiếng nói thì hồn tâm hơi thở nhẹ nhàng tốt lắm. Đừng làm cho người ta khổ, nhất làm cho người ta khổ không nên, đau khổ không nên. Làm việc tốt là để làm, việc xấu không nên làm, chánh xa thật ra. Gian tham trộm cắp tà dâm ở đời sống một đời trong một vợ là tốt nhất, không nên làm, không nên theo một người thứ hai nữa, một đó là hạnh phúc nhất gia đình. Còn mình nay bà này ba bà kia chết luôn, trời thác đo địa ngục cũng đường nào lên đâu. Còn nói dối khoe khoang buôn bán cắp buôn bán làm ăn, con người ta chân thật, một là một hai bắt trước người tiểu, người ta ba trả tiền người ta thác đưa tiền ra thì ta sẽ đếm cho mình coi cho đàng hoàng, đúng người ta lấy tao nhấn thả dư là trả lợi mà thiếu tao là thêm đó. Cái luật cái đó là cái uy tín. Còn một là một hai không bao giờ lấy hàng giả đó, lấy hàng giả đó thì thiệt, hàng thiệt nó là giả không được. Một là một hai bán cái đó được, muốn bán rất dễ dàng, cái đó không khó gì, ban đầu ít khách người sau khách câu khách rất đông. Còn mình dối gạt người ta, một người mất một người đó mất, người ta nói người khác nữa mất nhiều người. Không nên dối gạt hết, chân chất thật thà là tốt nhất. Tôi nói là tao nãy giờ đó là cứu quyền đất tổ mình, không bà con mình không có ai đâu là đâu, thì không có quan gia trái chủ cũng có, là tiền kiếp mình gây người ta hấn người ta nói ta đòi nợ. Tao quánh ta chửi mình, tại sao bao nhiêu người ta không quánh tao quánh mình, tại vì mình trái chủ người ta, tao mình thiếu nợ người ta đòi tao quánh mình. Còn tại sao bao nhiêu người ta không chửi, ta chửi mình, tại vì mình thiếu nợ người ta, ta chửi mình. Mình gây hấn người ta tiền kiếp, hôm nay không gây nhiều tiền kiếp mình gây không biết là đâu, thì người ta chửi mình, ta bính mình. Đừng có làm gì cho người ta khổ, đừng làm cho báo chứ. Nhớ thì tất cả, không làm cho ai khổ hết, thấy người ta vui là tốt nhất. Với cái gì gì này, người ta quánh chửi mình cười không. Ta chửi mình cười rồi, không ai mà chửi mình quay. Cái ta giận dỗi không quánh nổi mặt tươi cười, từ đừng là thánh nhân người ta nói đó. Mặt tươi cười là không ai quánh được, không ai cho mình đánh được, không ai chửi được. Mình cười nó chửi, mình cười hề hoài. Tình mình không có gì mà đừng buồn phiền, đừng giận người ta. Đó tốt nhất. Cố gắng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, thưa sư ông. Là ông làm ơn chia sẻ cho con biết là bây giờ
là con nghe nói có cái pháp môn kiến tánh thành Phật đó, tu làm sao để được kiến tánh thành Phật? Kiến là thấy tánh đó, thấy tánh mình. Dạ. Kiến tánh là thấy cái tánh mình. Dạ. Trong người ai cũng có hết, mà biết cái đó đâu không? Dạ. Biết không? Dạ, con chưa biết. Có học thức đó, biết là học thức mà. Dạ. Thường thường mấy thầy giáo đó, mấy thầy giáo sư đó, giảng dạy đó, nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, con mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó con mắt nhìn thấy kia cái sổ mà tâm thức phân biệt vật này cái tâm thức mình, nhớ không? Dạ. Còn khi mình nói một cái, hai là mình ngủ nằm sát thân, nằm ngủ đây, nghe mũi nằm ngủ đây, nhưng mà nó đang làm việc, nó đi đầu này đầu kia nó đó, tâm thức nó ở khắp cùng mình hết, nó không phải ở tim, có nhiều người không hiểu chỉ tim đó là sai, nó là ở khắp cơ thể mình, con mũi cắn đâu nó tới đó, con như cái chủ nhà, nó là chủ nhà, sát thân mình cái nhà. Mũi cắn đâu, con kiến cắn đâu, nó tới đó đó. Cái tâm thức mình, cái đó là thần Phật tính của mình, nhớ không? Dạ. Tâm linh Phật tính của mình nó đó. Nên tôi một cái kỳ trưởng diệu cái đó đó. Nên cái tâm thức mình là quan trọng nhất. Con mắt cửa hổ đau hồn, chứ không phải là con mắt là cái tâm thức đó. Nó dạ. Ổn cho, nó phân tích việc này, thấy nhưng mà phân tích đó là nó đó, tâm thức của mình. Dạ, như vậy mình hành cách sao mà để cho được trở về cái tánh biết và tánh thấy, tánh nghe để thành Phật không? Thanh tịnh, buông bỏ tất cả, đời ảnh phù du nó nói về tại nhờ đã vợ đó, nhớ không? Dạ. Và như Phật nói không ngã, không như không chúng thanh đồng mạng, ngã này cái gì? Khác thân này cái gì? 360 xương, trong kinh Phật nói 360 xương tháo sát thân này, còn gân 500 sợ, có 5 sợ, 700 bằng hơi dấn chất dòng, biết nắng, biết lạnh. Còn lông tóc, 9 dạng, 9 ngàn chân lông, con người ta. Dạ. Đó. Thì xương 360 khúc xương, tôi nói bây giờ đó, 360 khúc xương này. Lông tóc, 9 dạng, 9 năng, di trùng, 8 dạng hộ. Dạ. Di trùng, 8 dạng hộ. Nó bắt nguồn từ tinh cha quyết mẹ, nó qua, nó là lần lần, nó từ từ, lớn, nó lên, mắt ngàn khúc xương, vậy đó. Nên nó từ đó nó tiến lên đây. Nên nó mục đích tu rửa diệt phiền não tham sân si, đừng nó tu ngồi thiền nó ngứa cái bò nó nửa gái nó chi đặc biệt nó xảy đến việc này kia, tự phân tích buông bỏ tất cả không có gì cả. Đời Phật nó đời họ phù du có gì đâu ở chấp nó làm gì cho mệt. Không ngã, không nhân, không chúng sanh tội mạng, nhân là con người không có người. Thấy gà sao sao lết xích hết rồi gian cũng tiêu hết. Vua quan cũng phải chết rồi, chẳng phải vậy. Chớ đợi chớ chờ niệm Phật thiếu chi mùa trẻ qua đời. Gần dễ chăng mà dịch đó thôi. Dạ. Chớ đợi chớ chờ niệm Phật thiếu chi mùa trẻ đã qua đời. Tất cả đều phải cũng phải điên nước đó thôi. Tránh làm sao cho khỏi được. Nên gắng ăn hiền là việc nghĩa việc hành. Nhớ là bà con mình không. Bà con vẫn trên trái đất thì bà con vẫn thuộc mình không. Tam thiên địa thiên thế giới ta, ba gà thế giới ta sống sung sướng kìa. Dạ. Ta mới ăn nha, tới giờ ăn bát đĩa tự bay vô, ăn xong rồi ta đi hết, nó bay đi hết mọi con rửa. Còn muốn mặc đánh cây thiên thọ, đứng ngó cây đó bắt đầu sản xuất y áo mình, cái gì nó mặc mình đi áo vừa tầm của mình mặc rồi lấy mặc đi, đi lã mặc đã là dơ rồi bỏ lại đứng nó sản xuất khác nhưng mà lần nữa ta xuống sung sướng là tối ngày ca dơ sát nhớ nhau như cung trời đâu lợi có một ngày đi mặn này 100 năm. À, nhắc cái chuyện này hồi đó trong kinh Phật nói đó, có người đó ở trên của thiên nữ, có thiên tử là chồng bả, cái đến thiên tử nằm ở đó, nằm dưới gốc dưới ghế nằm gốc cây, yêu chèo lên cây bẻ cái bông, nhưng cái tuổi thọ hết, nó khiến nó sinh cái chết nhọn cây, cái bắt đầu nó sinh vào trần gian cái trên nhà và tiểu giả. Cái trưởng giả khi lớn là 18 tuổi, cái vợ có chồng có vợ gia đình trưởng giả nữa, cái rồi cái chừng được hai đứa con hồi Đức Phật tại thế đó, cái rồi khi mỗi khi cúng Phật cúng tăng cầu cho con xin trở về chồng cũ con, rồi mấy người đó ủa các vị tăng hỏi ủa chồng cô hiện tại, con hiện tại cô còn chồng gì nữa, nó tôi chồng tôi thêm trên cả cung trời đâu lợi á, cái tới chừng 40 mấy tuổi còn xinh đẹp thì chết, bây giờ chỉnh cái ông chồng nó ủa hồi sớm giờ thiên tử nó hỏi rồi sớm ta cho người đi tìm ngàn là ở đâu, nói tôi chết tôi sinh trần gian, tôi ta có
tôi sanh và trưởng giả, tôi lớn tôi 18 tuổi, tôi gia đình giả, tôi có chồng, có vợ, có cha, có chồng, có con nữa. Nhưng gặp Phật, cúng Phật, rồi cúng Tăng, rồi tôi cầu nguyện sinh về trần, tôi giờ tôi trở lại tái hôm trần đó. Tự nó trời đó thôi, trên thời gian gì ở trên này chưa hết một ngày đâu, dưới là đã bốn mấy năm rồi. Cho nên sống sung sướng lắm, tôi trợ lợi một ngày một đêm bằng này một năm 100 năm, còn sống 1000 tuổi thọ. Rồi lên trời đó cho dạ ma sống 1000 một đêm lại 200 năm, sống 2000 tuổi thọ. Tới trời đấu sức á, đấu sức là chỗ vàng Đức Di Lặc nào, được nào Đức Di Lặc, Đức Di Lặc đó, rồi nhất sanh bổ xứ ở đó đó, 1000 đêm bằng 300 năm, rồi ta sống 3000 tuổi thọ. Tới già tới tha quá tự tại, tới quá trời quá lạc, sống 1000 đêm là 400 năm, ta sống 4000 tuổi thọ. Tới tha quá tự tại sống 1000 đêm là 4 5000 năm, mà ta sống 500 năm mà sống 5000 tuổi thọ. Tuổi thọ của trời tha quá tự tại, 1000 một đêm bằng này 500 năm, 1000 đêm trên đó đó, mà ta sống 1 5000 tuổi thọ. Lên cao chừng nào tuổi thọ căng chừng nấy. Nếu người ta ở đây chết đâu có hết đâu, thành cảnh trên cảnh giới trên ở trên sung sướng nhẹ nhàng lắm, chứ không phải khổ gì đâu. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn lòi sung sướng, chứ không phải cảnh này những chuyện trước nha, thằng dân này khổ lắm, có gì đâu mà vui đâu trời ơi. Thì tôi nhắc đạo thống đó, tôi xem kinh tôi hiểu biết, tôi nhắc sơ sơ cho người ta hiểu. Con người ta chết quá hết, chết thể xác còn tâm linh. Nên tại sao người ta nói đời có người ta sống rồi người ta chết rồi gọi là ma. Vì ma nó có thiên nhãn nè, có thiên nhĩ nè, có thần túc thông bay cao, thần túc thông bay cao. Thiên nhãn là tai nghe xa, thiên nhĩ nhìn thấy. Đó. Khi muốn nhập thai chờ đợi đó, người ta bay đi, ta cho cái này, tôi nói câu chuyện này kia, hồi tâm tôi nhớ. Hồi đó con ở năm sáu mấy Việt Nam mình, cái hồi chiến tranh năm sáu mấy dữ dội lắm đó, có ngựa Tân Châu. Tân Châu cái mới có vợ, mới hai mấy tuổi về có vợ có con. Cái rồi mới có đứa con à, rồi nước lên quá đâu có làm ăn gì được đâu. Tháng nước lên đó, tháng 7 tháng 8 nước lên quá đó. Cái rồi y đi giăng câu giăng lưới ngoài đồng, đi con chó cái xuồng. Cái ra mãi cái bắt đầu y nửa đêm đốt đèn thăm câu thăm lưới. Cái bay trời đó chiến tranh giống cái bay trực thăng bay trời nó trời đất nó đây vào sao tại đồng chống minh nó nước mình không thấy có đèn này chắc mấy ông ở trong nó bảo đảo vòng không thấy chết đất hết chuồng còn bảy nát con chó chết đi cũng chết luôn có vậy á thấy này không thấy gì nhưng để anh ta chạy dẫn đi cà dọc cho nó với mặt nhìn toàn mặt nhìn như mặt trên mặt toàn đồ trắng không đi cà dọc cho nó đi dọc đi chơi nhìn mà tới Phá Hoàng cái tới chợ tới chỗ cái tái thử hồi này thử nghĩ hết cái hỏi này người kia ở đây có làm việc gì thiện gì ác không nói tôi làm thiện tôi hiền lắm nói được rồi ngươi cái đến kiếm nghiệp cảnh như cái chỗ tiếng mình đứng nó chiếu hết cuộc đời tử mình từ nhỏ tới lớn cái gì không có xây dịch chút nào hết đó cho ngươi tạo tội nhóc gì mà ngươi nó không có bây giờ ngươi tạo tội đi trả nghiệp ta không băng một chút không bớt một chút phải trả nghiệp rồi tự động mình đi trả nghiệp còn tới cái người dân câu dân lưới này nó mấy ông phóng quan nói ủa cái người này chưa tới số cái bắt số không phải máy bay bắn chết cho đầu thai đi cái để đạo tăng nghe nói cháu lú mộng bạch mệnh bà có nghe nói không cháu lú mệnh bà có nghe nói không có dạ có nói, cái dân dẫn chỗ đầu thai dẫn đầu thai cái người cái người nấu một chảo cháu bự lắm cái mắt người to rồi mấy tháng trời đói quá thấy cháu ai cũng mừng xuống nhà hút cái người phát cháo đó ăn đi ăn để quên việc cũ sống trục bớt việc mới tốt đẹp hơn ăn để nhớ việc cũ khó sống lắm như nó mình mới có vợ với đứa con thương vợ thương con mình ăn mình quên sao giống ăn cái đường chó cái đi kém bệnh tròi cháu ăn hết có vậy từ đó sanh tới Long An tới 1-2 tuổi nói chuyện đó đẻ ba má ơi con nhớ vợ nhớ con mấy người nó thằng nhỏ nhưng mà 2 tuổi nhớ vợ nhớ con ôi xuống nhà cười lăn cụ luôn cười quá trời tới chừng 4-5 tuổi dậy nãy gì thăm vợ thăm con khóc quá trời cả sớm cả làng chúng được coi báo chí thành số đâu rồi báo chí đằng đầu lắm câu chuyện đó cái rồi báo chí nó phỏng vấn nó bao chiếc tàu từ Long An về nó theo đường nó biết hết ráo tới nhà cái người đàn bà dắt đứa con đứng trước cửa 5 tuổi cái người bà đó cái nhà đó 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 nhà tôi còn người đàn bà vợ tôi nhỏ đó con tôi giá tàu mau tỏ giá tàu chưa bắt đầu giải phóng đại chỉnh té lăn cụ bò chỉnh chạy chở ông vợ ông con nó khóc trời ơi cả làng nó sớm chúng tôi coi con chết là hết đàng hoàng này đó cái đó là chưa tới số là trở lợi đã còn người tới số khác nên cái nghiệp quả chúng sanh nặng lắm sát sinh
sát sinh là mới nặng dữ dội vậy đó. Sát sinh hại vật làm gì bất diệt nhân, không biết gì hết, mê muội không biết hết. Các người mà sở nghĩ biết quá khứ hiện tại vị lai đó là ta không ăn cháo lú, còn người không biết là ăn cháo lú là ăn hết quên hết. Thưa ông, như vậy cái cảnh giới ở dưới địa ngục có hay không? Con nghe có người nói có, không đó, có không? Có địa ngục của núi Thiết Di, núi Thiết Di bao dần quá địa cầu nè. Dạ. Núi Thiết Di là núi sắt đó, nó bao cao lắm, là cảnh địa ngục đó là có 8 đại địa ngục, một cả đại địa ngục này sinh ra 16 cảnh địa ngục nhỏ. Dạ. Là khoảng 120 mấy cảnh địa ngục thì bao cảnh núi Di này trong đủ thứ hết trơn, hành hạ đó thì trong kinh có nói, thì trong đó đó người chết đây á, địa ngục đó để, thì tôi nói trọng khám quan chữ đó, dẫn đi quỷ sứ dẫn đi cảnh địa ngục đó. Khổ lắm, khổ dẫn địa ngục khổ đỏ đỏ khổ lắm, không phải cảnh thế gian này đâu, thế gian này có tù tội, tội như cảnh địa ngục khác à, tù tội khác à, hành dữ dội đâu, không có xê dịch một chút nào hết á, chỉ đứng chối sao được cho được, đứng kia hiện di chiếu qua hết cuộc đời của mình. Cái nói người không có gì đó, tôi nói nãy đó, nó chiếu hết cuộc đời từ mình từ nhỏ tới là không có gì dịch chút đầu đó, gọi đi thọ tội thôi. Ông Vĩnh chưa bao giờ phóng quan nói ta không mang một chút, không bớt một chút, tự người tạo tội đi là đi thọ tội, ta không mang một chút, đi tự đi quỷ sứ dẫn đi. Dạ. Hành hạ khổ có điều không hay không đâu. Dạ. Dạ thưa ông, làm ơn cho con hỏi cái ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao ngài tu đắc quả rồi sao ngài không chịu về trên Mục Kiền Liên? Dạ. Mục Kiền Liên nhớ không? Mục Kiền Liên. Dạ. Mục Kiền Liên này là Bụt đại bỉ cái mà trong kinh đại hiếu Mục Kiền Liên, thường thường niệm Phật ra niệm đại Mục Kiền Liên đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Vì ngài tu đắc quả, vì ngài trước tiền thân của ngài đó là một ông sư ở chùa. Cái ông thầy ông người đắc quả thấy một con người tín thí đó, tất cả ai cái ngày gầm lớn đó ai cũng đem vật này cúng kiến, nhưng mà ông đó có một người đó để vật nặng nhất, nhiều nhất, cho ông quý nhau nhất, vì cái hột gạo đó họ cạo từ hột để cho cái tô này nè, cạo biết mấy ngày mà thành một tô gạo. Cái người cái mấy lễ vật đến mấy con cái người ông thầy thâu hết, nhưng trái là cái tô gạo này cái bà lại đứng hoài không thông nhận, đứng từ sáng tới trưa nắng quá trời mà giận mà đổ xuống mà trà mà chửi nát ông sư miếu thầy. cái rồi thôi bà về cái làm thịt con chó, bà làm thịt con chó bà gói bánh nó cúng ông thầy. Rồi ông thầy biết ông đâu có ăn thịt chó, mấy ông thầy gọi là biết rồi, ông bảo ông gói chùa gói bánh xác là theo cha tăng á. Cái rồi đem ăn bánh con chùa rồi tới chừng cái bà do và lẽ đó bà chết bỏ địa ngục, đọa ngục á, đầu đổ chậu máu đến đầu còn trong khổ ơi là khổ. Rồi cái rồi cái quỷ sứ quánh nào hình phạt hoài. Cái Mục Kiền Liên là đắc quả là hán là nhìn thiên nhãn, nhìn coi mẹ vợ ở đâu. Cái nhìn thấy mẹ cảnh địa ngục A Tỳ thì khổ quá trời. Cái ngài đi bát cơm dâng cho mẹ, ngài dâng bát cơm cái người mẹ tay tả che bà che đậy hủ hồ bốc ăn, bốc cái tay chả thì che không cho bị thiếu bát ăn. Cái rồi bốc ăn, cái má mới vừa cơm mới vừa đem miệng vô miệng nè, quá thành lửa ăn không được. Một người liên khóc quá trời mới chạy về Phật, cầu Phật cứu ký. Nói mẹ ngươi gốc tội gốc sâu, dầu cho người được thần được nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được chi. Gầm tháng 7 là kiểu chữ tử tứ là gầm tháng 7 đó. Dạ. Ngươi ngon sắm nhỏ đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, trái năm năm màu. Đồ ăn trăm thứ là nó pháp lý cả trăm thứ pháp lý. Và năm màu đại địa là nhập đu nhất đăng lai, tu đầu hoàng, tu là hàng. À, A La Hán, cái bằng ngũ quả đó, ngũ quả đó, ngũ quả đạo. Người nói pháp cho các vị đắc quả A La Hán để độ tất cả chúng ta bốn thông vào vũ này là bà con lục duyên, mẹ lưu thông. Dạ. Hay ha. Mẹ ơi, không giống ai đâu. Đó trong kinh nói rõ ràng mà, chứ tôi không nói vì đạo không nói đâu. Vì nó tất cả chúng sanh vào vũ là bà con mới thuộc mình, mẹ mình đó. Yeah. Đau khổ, mẹ đau khổ vì làm sai, với là làm sai vì nóng giận một chút, tham sân si nóng giận một chút mà đổ tô gạo và chà nát, chửi nát Phật, chửi nát tăng hết trơn.
Phật đâu có dạy cho ông đó làm gì. Những cái người đó đó sau đi chết đó, cái người ông thầy đó, ông trở thành một kiền điên đó, một kiền điên đó. Ông thầy mà nhận lễ vật cao, còn cái bột tô gạo bà đứng mới chờ hoài không có nhận nó, bà tức mình bà chửi bà đạp bà đổ chửi nát nó. Ông đó trở thành một kiền điên. Tôi liên trải nhiều kiếp lắm, nhiều kiếp, vô lượng kiếp. Yeah. Có một kiếp nữa, ông có hiếu thảo cha mẹ mù lò dữ dội lắm. Mù lò ông không, bà vợ bà mẹ kêu cưới vợ về đặng lo cơm nước, đậu đi làm ruộng, ông không chịu đi, vừa đi làm ruộng về nấu cơm cho cha mẹ ăn, tắm rửa cho ba cha mẹ. Cái bà mẹ không được, mới phải cưới vợ mà được, và mẹ vợ con về lo cho cha mẹ, còn con phải lo mẹ việc đồng án. Y viết nói viết năn nỉ nó la viết cái bây đi cưới vợ về, cưới người vợ, cái người già hơi khó sánh chút, cằn nhằn cứ nhữ này kia đó, rồi không biết viết đó là cái người một thiên tối ngày đi làm ruộng không y biết đâu, cái nấu cái người y về cái thang với một người điên hoài, người vợ thang nói, ba mẹ khó quá tôi ở chắc không được ông ơi. cái một người thao gán chịu đựng đi, đừng có cha mẹ già thì có hết đánh vậy cái gì, nhưng nói viết ra viết cái thời gian cái bà ông cái y nấu một xong cháo bự này, y che chét cùng nhà hết, cái một kiện liên đi ruộng về thấy chét cái chét cháo đồ đôi đây nói sao rồi chét cháo chét vậy này. Ổng bỏ đem chét cái chét cháu trong nhà hết đó, cái một kiều điên nó vậy là hết, nó quá đáng rồi. Ổng đóng cổ xe cái nói gạt với ba mẹ ơi, ở phía đó đức đó có cái người đó muốn cần thăm ba mẹ, xin ba mẹ lên xe con chở ba mẹ đi, dùng bò kéo xe đi thì tới giữa rừng cái nó ba hai cầm gương cho xe ngựa để con bỏ cháu đi từ từ để con đi coi sợ đây có cướp. Y đi mãi giả tiếng cướp la om sòm, y chở là đập cha mẹ chết hết trơn. bỏ đi về tới chừng sau kiếp đó là nên một kiền liên tu tới kiếp thành có Phật tại thế nó còn bị bệnh đám lõa thể quấn tới chết quấn tới nát này. Cái nghiệp quả một kiền liên đắc quả là hắn mà bị quấn chết. Ngày nó lợi lần túc cái đám mại loại đạo nè, nó lợi được thứ nhất cái ông dùng thần túc bay lên trên, rồi lần thứ hai ông cũng vừa động thổ thì mất tiêu thành đắc quả là hắn mà. Cái rồi lần thứ ba thứ tư nữa ông nó nghe nhịp nó tới rồi phải trả thôi, nằm đó chịu trận mà đám võ thể nó quấn tới nát mình mạnh hơn. Nhờ sư ông kể con mới biết tới chừng mà nó đi hết rồi cái ông mới dùng thần túc á, nó quá hình quá lợi như cái thần cũ bay về chỗ Phật, xin Đức Phật mà để nhập diệt. Đức Phật ơi, ngươi một điều liên khoa nhập diệt ngươi hãy dùng thần túc bay lên cao nhất thiết pháp cho thánh chúng nghe, thiết pháp thánh chúng nghe nó cái quả báo tôi tiền kiếp giết mẹ hôm nay cha mẹ bây giờ tôi phải bị vào cái đám lõ thể này quánh tôi cho nát hết trơn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nói nhiều lắm nhưng nói chuyện tốt nó thôi thật lâu lắm. Dạ yeah. Bây giờ nhớ cái việc quả báo Phật nên chánh kiến hộ trì chánh pháp phải tin có nghiệp báo, tin nghiệp báo nhiều cái quả báo á, phải tin mới được, không tin không được. Cái hộ trì chánh pháp, chánh tư duy là dứt vọng tưởng sinh phân biệt, chánh ngữ là tùy theo hiểu biết, giáo pháp giảng giải cho người ta. Rồi chánh nghiệp á là dứt các nghiệp hữu lậu, thế gian này làm ăn buôn bán này kia đó hữu lậu. Còn tới chánh mạng á là dứt kiết sử phiền não, kiết sử đời kia trói buộc, sử là trói buộc, phiền não là tham sân si đó, nói như vậy. Dạ. Rồi chánh tinh tấn á, tùy theo hiểu biết nhập vào thiền định, tinh tấn tu. Rồi chánh niệm là chẳng quên các pháp. Rồi chánh định là được nhất thiết trí, chánh định
tâm thần không có loạn nữa, nhất thiết chí là tinh thần có loạn là tốt nhất. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Quá hay. Dạ. Gắng cố gắng lên ha. Dạ. Để nhắc bà con nó gắng cố gắng tinh tấn lo tu. Đầu dậu ảnh phù du không có gì đâu. Ai rồi cũng phải đi vào cửa chết hết á. Nhưng mà chết không phải chết mất, còn nữa, còn lên nữa. Nhớ rằng còn lên nữa, tâm thức mình lên nữa. Chết xảy ra cái thái tinh mình lên nữa. Nên thì tôi nói nội tâm ma quỷ đây, mấy người đã thành thần, thành chư thiên hết rồi. Chư thiên hết chân. Nên các vị nào tu người ta hộ trì tốt lắm. Còn vị nào mà tu lo hoàng, lo mở quá gì sống, coi hình vật quà này, cao phim rồi đó. Tối đó đời là chết luôn. Là giỡn mụn ngủ, giỡn mụn ở đây nè. Đừng nói đâu xa, đây thôi. Hồi nãy thằng, hồi đó, làm hai bảo tháp vào năm 12, 13, 14, làm một bảo tháp ấy. Cái nó làm từ trên rồi tiểu cha trống đó, nó dằn giọng ngủ, ngủ cái, không có giấc chưa, 11 giờ ngủ, ngủ chưa chút. Cái đầu là ngủ cái người đàn bà nó cao không có đầu đó, tóc từ trên phủ tới dưới đó, đè muốn chết luôn. Ghê vậy. Quảng bỏ trời này, chân bụng này ngủ, chân giống này ngủ giống giống đó đó. Cái người, cái thằng nhỏ nó mọc cho cái thùng.